Khi nào mà cô chú anh chị em và các bạn có dịp đến tham quan thì đi vào những ngày này thì cô chú anh chị em và các bạn có thể vào thăm tòa thị chính để hiểu rõ hơn về lịch sử và kiến trúc của cái tòa nhà này. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ nha, may mắn và thành công nha. Xin chào ông bà, cô chú anh chị em và các bạn. Chỗ để dưới ta. Mẹ Lý có chào không? Chào ông bà, cô chú anh chị em và các bạn. Tối tối bà con ngủ ở đâu? Nói chúng bà cô chú nghe coi. Ở bên đây. Ở bên đây là ở đâu? Chỗ này là chỗ nào? Đi xí xíu là? Luôn đẹp. À, rồi con ngủ có ngon không? Dạ. Con có thích không? Dạ. Rồi sao bây giờ con chuẩn bị con đi đâu đây? Con đi ăn sáng. Con đi ăn sáng. Rồi con mời ông bà cô chú đi ăn với con. Mời ông bà cô chú đi ăn với con. Con có thích ăn không? Đây là bữa ăn sáng của gia đình mình ở khách sạn. Thì cũng như những cái bữa ăn sáng ở những khách sạn khác thì nó cũng bước theo thì nó sẽ có bánh mì ngọt và phô mai rồi lại là trứng thôi chứ cũng không có gì đặc biệt mọi người, tại vì người Tây người ta không có ăn nhiều món đó, chỉ đồ ngọt là chủ yếu. Đây là chỉ có trứng với đậu là mình lấy cho mọi người xem. Mình và mình cũng ăn nhưng mà thường thì người ta chỉ ăn bánh mì ngọt với ông xã mình vậy nè, bơ với lại croissant luôn thôi chứ người ta cũng không có ăn nhiều gì này kia như mình, rồi sô cô la rồi cà phê rồi nước trái cây với u rồi đó mọi người. Mình không có quay cho mọi người xem được bằng mình thấy mình ngại quá. Còn đây là món bacon nè, mình thích ăn cái này lắm mà lâu lâu đi đâu mới ăn chứ ở nhà mình không có ăn cái này tại vì nó có mỡ mỡ nè mọi người. Bây giờ mình đang chờ ông xã mình đi gửi cái vali á, tại vì bây giờ mình sẽ trả phòng sớm rồi mình sẽ đi chơi, mình chỉ cỡ 3:30 mình quay lại thì lúc đó là đã hết giờ mình thuê phòng á, nên mình gửi. Giờ thì mình mời sẽ cả nhà đi tham quan đến quảng trường lớn của Rusen của Bỉ với gia đình mình nhé. Bây giờ mình sẽ đi taxi ra quảng trường lớn, từ đây ra đó cũng không có xa lắm. Ở cái tòa nhà này đẹp quá luôn mọi người ơi, thì mình ở bên đây mình không có biết nên mình chỉ quay cho cô chú anh chị em và các bạn xem cái tòa nhà này thôi. Hình như ông xã mình nói đây là cái tòa nhà bảo hiểm nè, nhưng mà cái nhà này mình chuyển nhất mấy trăm năm luôn rồi đó, rất là đẹp luôn ha. Bây giờ mình sẽ đi qua, mình đi trên đường mình đi qua quảng trường á, thì mình sẽ quay cho cô chú anh chị em xem. Bây giờ thì mình đang đi đến cái quảng trường lớn nha mọi người. Thì cũng trở lại cái con đường hôm qua nè. Hôm qua mình tính đi ra quảng trường đó, mà mình suy nghĩ lại cái cả nhà mình phải đi qua cái chỗ mà ô tô nhâm á. Hôm qua mình có quay cho cô chú anh chị em và các bạn xem đó. Thì tại vì nếu mà đi hôm nay thì không có kịp mình về Paris. Nên là ở đây thì nó gần á. Ở đây thì nó... Hả? Mình đi ra là chỗ này mình chơi coi, chỗ này đẹp lắm nha. Thì bữa nay mình mới quay ngược lại đây, mình tham quan cái quảng trường. Tới rồi đó mọi người, mình đi xa xa mình vẫn thấy ha. Vắng ở đây thì vẫn còn vắng ha. Nhà hàng thì người ta chưa có mở cửa, tại còn sớm quá. Thì mọi chỗ đều rất là vắng vẻ. Cái đường sáng này người ta rửa nước, sao mà ướt trơn người ta. Hôm qua mình đi cái đoạn đường này á, là lúc buổi trưa đó. Nên là đầy ở ngoài đường hết trơn ha, ghế bàn rồi nè, bây giờ người ta đã dẹp hết trơn rồi, tới trưa người ta mới bày ra. Tới rồi nè mọi người, wow. Tới rồi, hôm nay mình đi thì không có đông người, chứ là mấy năm trước mình đi vào đúng cái dịp nghỉ lễ đó là đông nghịch người luôn á mọi người. Sáng nay thì khá là cũng có người chứ phải không, nhưng mà nó không có đông thôi, chứ lần trước mình đi đông khủng khiếp luôn, quá trời đẹp luôn á. Mình đi lại lần này lần thứ hai mình vẫn thấy đẹp.
mình kêu ông xã mình giữ con dùng để nguy hiểm lắm. Cái hầm rượu nè, đó, hầm rượu của cái nhà hàng này ha, của cái nhà hàng này. Mình thích cái gọi là cái gì ta, mạ vàng á, thì cái này mạ màu vàng thôi chứ không phải bằng vàng thật. Mình thấy nó mạ rất là đẹp luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay chậm chậm và quay một vòng qua cho cô chú anh chị em và các bạn xem nhé. Có chiếc xe này nó đậu ở đằng trước này rồi, tại vì đây là cái chỗ này là cái nhà hàng nè, nên là chắc người ta chở hàng đến cho nhà hàng á, nên là mình bị án một khúc này rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua đến cô chú anh chị em và các bạn về quảng trường lớn Brussels của Bỉ ha. Thì quảng trường lớn này được đánh giá là một trong những quảng trường đẹp nhất trên thế giới và được UNESCO công nhận là quảng trường lớn, là di sản thế giới vào năm 1998. Thì quảng trường này có kích thước là rộng là 68 và chiều dài là 110 mét. Thì công trình quảng trường lớn này bắt đầu được khởi công vào thế kỷ thứ 11. Thì đến thế kỷ thứ 17 thì quảng trường được xây dựng hoàn chỉnh. Tuy nhiên thì ngay sau đó thì các trận chiến lớn nổ ra khiến cho quảng trường bị phá hủy và quảng trường lớn hiện tại đã được trùng tu và xây mới nhiều lần. Ban đầu thì đây là khu chợ lớn cho các thương nhân buôn bán hàng hóa. Vì vậy xung quanh quảng trường là các nghiệp đoàn như là nhà bánh mì, ha, nhà của công tước hay là nhà của vua. Và cũng chính nơi đây đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của nước Bỉ. Còn đây là tòa thị chính của Brussels thì được xây dựng vào năm 1402 đến năm 1455 mới hoàn thành. Thì tòa tháp có chiều cao là 96 mét và mang đậm phong cách kiến trúc Baroque Gothic. Thì ở trên đỉnh của ngọn tháp là một bức tượng bằng kim loại mạ vàng cao 5 mét khắc họa tổng lãnh thiên thần Michael, là người là vị thánh bảo trợ của Brussels. Thì mặt của tòa thị chính được trang trí bằng nhiều cái bức tượng chạm khắc rất là tỉ mỉ. Thì các bức tượng đó đại diện cho các vị thánh, quý tộc và những vân nhân vật trong các câu chuyện ngụ ngôn. Thì hơn hết nữa thì các bức tượng này hầu như được chạm khắc mới chứ không phải là bản gốc, do quảng trường trước đây đã từng bị phá hủy một lần gây nên những thiệt hại nặng nề. Thì theo mình được biết thì tòa thị chính này sẽ được mở cửa vào mỗi thứ tư hàng tuần và chủ nhật nữa. Thì do mình đi không đúng ngày nên mình không có được vào bên trong. Còn khi cô chú anh chị em và các bạn nào mà có đến đây tham quan thì nên đi vào những ngày này và vào bên trong để khám phá và cũng như tìm hiểu kỹ hơn về cái lịch sử xây dựng của tòa nhà này. Thì vào từng mùa thì diện mạo của quảng trường lại mang những sắc thái riêng. Ví dụ như vào mùa đông thì ngập tràn những cây thông cao vút với ánh đèn trang trí rực rỡ. Và mùa xuân thì là thảm hoa quyến rũ trải rộng đẹp mơ màng. Còn vào mùa hè là mùa rất là đặc biệt, vì tại quảng trường này là nơi nổi tiếng về lễ hội thảm hoa diễn ra vào giữa tháng 8 các năm chẵn. Thì khi tổ chức thì sự kiện thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước tới tham gia, ước tính có khoảng 5.000 bông hoa đủ sắc màu xanh đỏ tím vàng ha, và được kết lại với nhau thành tấm thảm lớn ngay giữa quảng trường. Thì mỗi lần tổ chức thì Brussels chọn ra một chủ đề thiết kế nhằm tạo nên nét độc đáo cho lễ hội. Còn phía trước mặt mình đây là một cái tòa nhà rất là ấn tượng và rất là đẹp luôn á mọi người. Thì ở phía dưới những cái tòa nhà này á, thì người ta sẽ dùng làm những cái quán, cái giống như cà phê hoặc là nhà hàng đồ đó, để mình có thể ngồi để mình ăn và thưởng thức và ngắm cảnh người đi qua lại ha, rất là tuyệt vời luôn. Thì những cái tòa nhà lịch sử này á, thì theo thời gian thì các thương nhân giàu có và các hội đoàn ngày càng mạnh mẽ của Brussels đã xây dựng nhà quanh cái quảng trường này. Thì những ngôi nhà được xây lại thì hầu như được bảo vệ rất là nguyên vẹn về kiến trúc cho tới ngày hôm nay. Thì ở đây có một cái tòa nhà lớn nằm ở phía đông quảng trường thì còn được gọi với tên khác, đó là nhà của bá tước Rabun. Thì tuy nhiên thì trên thực tế lại không có bá tước nào sinh sống ở đây cả. Thì đối với mình á, mình thấy những cái ngôi nhà này á, có giống như là mạ vàng như vậy, mình không biết có phải là vàng thật hay không ha. Thì nhưng mà mình nhìn mình thấy rất là ngạc nhiên về cái vẻ đẹp của nó.
Còn đối diện với tòa nhà thị chính đó là Maison du Roi thời ấy, hay còn gọi là nhà của vua. Thì ngày nay thì nhà của vua đã trở thành bảo tàng thành phố Rouen. Thì công trình này được xây dựng mới lại từ năm 1515 đến năm 1536 theo kiểu kiến trúc Gothic dưới thời đại của vua Charles V trị vì. Thì năm 1695, một vụ đánh bom khiến công trình bị hư hại. Tuy nhiên thì sau đó thì tòa nhà được khôi phục lại. Đến giữa thế kỷ thứ 19 thì nhà của vua được xây mới theo phong cách tân Gothic. Mặc dù tên là nhà của vua nhưng mà thật ra thì không có vị vua nào ở đây cả. Thì nói về bảo tàng thì bảo tàng được hình thành vào năm 1860 và khánh thành vào năm 1887. Tại bảo tàng này thì mình sẽ được khám phá những cái bức tranh, đồ vật, chạm khắc và hình ảnh minh họa lịch sử của quảng trường. Thì hôm qua là chủ nhật thì người ta có mở cửa, nhưng do mình mắc đi lại cái chỗ công viên mini châu Âu á, mình không có biết là hôm nay không có mở cửa, nên hôm nay thứ hai thì người ta đã đóng cửa, người ta không có mở cửa, nên mình không có vào trong tham quan được. Thì cũng như mình nói thì cô chú anh chị em và các bạn, nếu có dịp đến đúng ngày mà người ta mở cửa thì nên vào bên trong tham quan ha. Còn gia đình mình thì rất lấy làm tiếc vì không thể vào bên trong mà chỉ có thể ngắm bên ngoài thôi à. Và với kiến trúc tuyệt vời như thế này thì nhà của vua, hay còn gọi là viện bảo tàng của thành phố ngày nay á, thì cũng được liệt kê vào danh sách của UNESCO là di sản và thế giới. Còn bây giờ thì mình sẽ quay sơ qua cho cô chú anh chị em và các bạn xem những cái họa tiết mà bên ngoài, giống như cái mái vòm ở bên trong mà phía hàng hiên của cái nhà của vua này á, của cái viện bảo tàng này thôi. Thì mình cái nóc là mọi người mình nhìn rất là đẹp luôn ha, mình rất là mê với những cái kiến trúc cổ như thế này. Mặc dù là cái màu của tường đồ mọi người nhìn thì nó không có sáng lắm ha, nhưng mà nhược giới nhìn theo về cái góc độ cổ kính á, thì nhà cũng rất là còn kiên cố và còn rất là đẹp luôn nha mọi người. Mặc dù màu sắc thì nó không có tươi ha, nó hơi tối màu á, nhưng mà nhìn rất là đẹp luôn á. Còn đây là phía bên hông của viện bảo tàng ha, hay nhà của vua đó. Thì mình chỉ quay sơ một khúc ở đằng trước này thôi. Thì cái tòa nhà này nó cao đến 3 tầng ha, còn mình không có vào bên trong nên cũng không biết là mình lên được tới tầng nào. Thì nó từ chỗ nào mình thấy người ta cũng chạm chỗ rất là đẹp á. Thì coi như mình cũng đã tham quan xong cái phần bên ngoài của tòa nhà nhà của vua, hay là viện bảo tàng của thành phố Rouen. Còn bây giờ mình sẽ đến cái tòa nhà tiếp theo ha. Thì đây là cái tòa nhà này cũng khá là đẹp luôn ha mọi người. Thì trên cái tòa nhà này, chính giữa mặt tiền á, thì có cái tượng bán thân của Charles II của Tây Ban Nha, quốc vương Bỉ trong thế kỷ thứ 17. Thì phía trước này á, người ta có làm một cái quán gọi là nhà hàng á, quán bar đồ đó. Thì mình có thể ngồi nhâm nhi tách cà phê, hay là mình có thể dùng bữa ăn ở đây rồi cùng ngắm khách đi qua lại ha, khách du lịch rồi. Bây giờ thì cũng đã 11 giờ rồi, nên là bây giờ khách du lịch cũng khá là đông. Thì người Trung Quốc sang đây rất là nhiều luôn á mọi người. Người ta đi theo đoàn á, rất là đông luôn. Thì hầu như là khách du lịch Trung Quốc á, đến châu Âu á, rất là nhiều luôn. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều nước lân cận châu Âu, nói chung là từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan luôn á mọi người. Thì bây giờ cũng chưa có cao điểm á, chứ mà đến giống như đến mùa á mọi người. Thì lần trước mình đi giống như mình nói á, là trong cái quảng trường này á, để muốn chụp được một tấm hình rất là khó luôn á. Tại vì ai đến đây á, cũng muốn chụp hình để làm kỷ niệm, và người ta đi theo đoàn á, người ta đi theo tour, người ta đâu có nhiều thời gian đâu mà đứng mà nhường người kia, hoặc là còn người ta mạnh ai nấy chụp á, nên là không có thoải mái á. Còn bây giờ á, là nó còn vắng nè, nhiều mình muốn chụp hình cũng rất là dễ luôn á.
Thì bây giờ mình sẽ quay sơ toàn bộ quảng trường cho cô chú anh chị em và các bạn một lần nữa, để rồi mình để đi dẫn các con đi chơi á. Tại vì ông xã với hai đứa con á, đợi cũng khá là lâu rồi mình đi, tại vì quảng trường cũng khá là lớn, mình quay cũng không có nếu mà mình quay chi tiết chậm chậm cho cô chú anh chị em xem á, thì cũng rất là mất nhiều thời gian á. Thì hai đứa con mình nó cũng không có đợi nổi á, nên chỉ quay loáng thoáng qua đây ha. Thì khi nào mà mình chỉ giống như là mình chỉ giới thiệu một cái địa điểm, một cái nơi cho cô chú anh chị em nào mà có dịp đến đi tham quan thì mình đến đây, còn mà cô chú anh chị em nào mà không có dịp đến thì cũng xem cho vui, cho biết ở cái những cái vẻ đẹp ở cái nước của nước Bỉ như thế nào ha. Thì cũng nhờ con gái mình á, hay đọc chữ á, nên là bé đã đọc và thấy được được cái ngôi nhà của nhà văn Victor Hugo. Và bé đã chạy lại nói mẹ, mẹ, mẹ biết cái ngôi nhà này là của ai hay không? Thì mình đã cảm ơn con gái vì đã chỉ cho mình. Tại vì mình quay, mình đâu có thấy chữ gì đâu. Nên là mình đây là cái ngôi nhà của nhà văn Victor Hugo đã từng sống ở đây. Và hiện bây giờ thì được dùng làm để cái nơi bán sô-cô-la mọi người. Thì lần mấy năm trước á, là ông xã mình nói á, là mình có mua sô-cô-la ở đây. Mà giống như mình đâu có để ý đọc chữ đâu đâu. Thì mình không có biết á. Thì bây giờ mình biết nè là đây là cái nhà mà nơi nhà văn nổi tiếng thế giới á, từng sinh sống ở đây. Thì ông đã có một cái nơi ở đúng là rất là tuyệt vời luôn á, ngay quảng trường luôn. Thì cái trong cái chỗ bán sô cô la này nè, mình thấy có hai cái đèn chùm rất là đẹp luôn, mà không biết là một hồi á, là mình có vào đây mua sô cô la hay không, thì để coi coi, hay là ông xã mình muốn đổi chỗ khác cũng không biết nữa. Thì mình đứng ở ngoài á, mình quay xa xa cho cô chú anh chị em và các bạn xem hai cái đèn chùm này nè, nó đẹp hết sức đẹp luôn á mọi người. Và sô cô la trong đây hình mấy năm trước mình mua cũng rất rất là ngon luôn á. Mình rất là vui vì biết được nơi từng sinh sống của Đại Văn Hào ha. Thì một nhà văn rất là lừng danh thế giới, mình rất là vui vì biết được nơi ông đã từng sinh sống ở đây. Thì ông đã có một cái nơi sinh sống rất là tuyệt vời và không phải ai muốn mà cũng được luôn á. Tại mình nghĩ chỗ này cũng ngày cho dù ngày xưa đi cũng rất rất là đắt đỏ luôn á mọi người. Và cái ngôi nhà này mình thấy bên trong có cái gác lửng á, nhìn rất là khang trang và đẹp luôn á. Sau khi tham quan quảng trường lớn xong rồi thì gia đình mình sẽ đi tham quan cái bức tượng mà đối cạnh cái hông của tòa thị chính á. Thì cái bức tượng này khá là nổi tiếng luôn, mà khi mà ai đến đây tham quan á, thì cũng được người dẫn tour đưa đến đây để chạm vào bức tượng này. Thì bức tượng này là bức tượng của Evora Tseklat, và ông là vị anh hùng của thủ đô Brisbane. Và bức tượng này được điêu khắc bởi nghệ sĩ Eugene Dillon. Và cái bức tượng này theo truyền thuyết thì nói rằng của người dân địa phương thì cho rằng bức tượng này là mang lại may mắn, ban những điều ước của tất cả những ai chạm vào đó. Cho nên là ai mà đến đây cũng đều đến đây để chạm vào bức tượng này, và hy vọng là mình cũng sẽ được may mắn. Và do ai cũng chạm vào bức tượng này nên là có những chỗ nó bóng vàng lên luôn á mọi người. Thì nói về ông Evora Tseklat thì ông chỉ là một người dân bình thường của ở thủ đô Brisbane. Thì ông là người anh hùng đã giải phóng thành phố Brisbane thời ấy. Thì ông sinh năm 1320 và ông mất năm 1388. Thì do sau cái chết của công tước Brabung năm 1355 thì con gái và rể của ông muốn kế vị nhưng đã bị bá tước Louis không đồng ý. Ông đã xâm chiếm Raon và Brisbane. Thì năm 1356, ông Evora cùng một số người yêu nước đã thành công trong việc đánh đuổi bá tước Louis, giành lại đất đai tại Brisbane. Và tiếp sau đó thì ông cũng lập được rất nhiều chiến công hiển hách để bảo vệ Brisbane. Tuy nhiên thì ông cũng bị tấn công và ông đã hy sinh vì đất nước ha. Chính vì vậy thì người dân ở Brisbane đã nhằm tưởng nhớ đến ông, và người ta đã dựng nên một cái tượng đài nhỏ này. Với bức tượng này là bên hông của tòa thị chính ha. Thì mình quên chia sẻ với cô chú anh chị em và các bạn, thì đây là tòa nhà thời Trung cổ duy nhất còn lại ở quảng trường này.
Còn bây giờ thì gia đình mình sẽ đi dạo xung quanh những cái khu phố sầm uất ở Bruxelles này. Thì mình sẽ mời cô chú, anh chị em và các bạn đón tiếp phần sau ha. Tại vì video này cũng khá là dài rồi. Cảm ơn cô chú, anh chị em và các bạn đã dành thời gian để xem video của gia đình mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye!